À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tiềm lực Attila. Mình là Total War Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái cuộc chiến của đế quốc Hung Nô để đi tàn phá thế giới. Ở tập trước thì mình bắt đầu chia thành hai cánh quân và một cánh quân thì tiến lên phương Bắc để đánh cái thằng này. Và nó thì cũng SML rồi, nó không làm gì được mình nữa đâu. Bây giờ mình đánh đến đâu nó chạy mà. Khi mình đi ba quân đoàn nó chạy. Còn quân đoàn phương Nam của mình thì... mình đang cố gắng di chuyển các quân đoàn phương Nam này. Đây. Như cái loát nhớ của huyền thoại này thì nó không nhớ lại những cái di chuyển của mình khi mình chưa đi phải. Nhưng mà dù gì thì mình cũng phải cho hai quân đoàn này đứng cạnh nhau để tránh bị chúng nó tấn công. Bây giờ mình sẽ thành lập thêm một quân đoàn mới. Đấy. Mình nghĩ là mình sẽ thành lập thêm một quân đoàn mới. Có điều là chọn ai bây giờ? Toàn những tướng không có gì mạnh lắm. Trung thành, nhiệt huyết, vị khí, chiến binh quả cảm, nhiệt huyết. 52 tuổi thì sắp vẹo rồi. Bổ nhiệm năm gì? Xem có thanh niên nào nó trẻ trẻ. Tuổi trẻ tài cao 6 tuổi cộng 1 trừ nhiệt huyết. À đây này. Đây, có thanh niên này trẻ mà cũng chỉ số tốt này, xem còn thằng nào nữa không. Thằng này 30 tuổi cũng được, mấy thanh niên này cũng được. Thằng này 6 quyền của nó cộng 5 này. Thẩm quyền với trừ 1. Thanh niên này đi, thanh niên này không bị trừ cái gì này. Ngon này, chỉnh quân này, sợ hãi này, nó có hai skill luôn này. Thành lập thêm quân đoàn. Thành lập thêm quân đoàn. Quân be praised. How can I help? Đầu tiên mình sẽ cho nó đội bộ binh này đã. Cái đội này thì mình sẽ mua được trong vòng một lượt. Starting out. Rồi, bây giờ thì mình sẽ mua quân. Fight with us. Đấy, mình sẽ thành lập thêm một quân đoàn nữa. Với ba quân đoàn đứng cạnh nhau thì chắc là mình sẽ yên tâm hơn. Come sit, share my fire. You're a sadness to your ancestors. Come sit, share my fire. Ủa, mà con địch còn ở đâu nhỉ? À, nó đây làm gì cô? Định tái chiếm lãnh thổ à? Quả cần. Nó có xe bắn đá. Rất nhiều xe bắn đá. Mặc dù là xe bắn đá tầm ngắn nhưng mà cũng khá là nguy hiểm. Mình đốt hết vùng Tây Ban Nha rồi cơ. Vãi thật. Không còn gì luôn. Đốt chơi trụi luôn. Công cái thành này đã. Mà cái nhiệm vụ của game nó phải bắt mình phải thành lập đến 10 quân đoàn thì mình không biết kiểu gì. Đâu nhỉ? Duy trì tổng cộng 200 đạo quân có nghĩa là phải có 10 quân đoàn đấy các bạn ạ.
Đúng rồi, 200 đạo quân. Mình lấy đâu ra tiền mà nuôi đám thế nhỉ? Mày chết. Chiến trường phương Bắc. Cái bọn hung nô này nó không có cái skin như mấy thằng dợ, nó có thể đi trên tuyết mà không bị chết rét. Mấy anh dợ anh có thể lâng cái skill đấy cũng hay. Tháp canh của nó chỉ bắn đến đây thôi. Cứ thoải mái đứng gần và bắn thôi. Phê. Bắn càng gần thì sát thương của nó càng chuẩn, độ chính xác nó càng cao. Để ta tuyển thêm mấy anh La Mã cũng được không nhỉ? La Mã yếu quá. Lệnh chúa Hanik. Gần mắc cây công nghệ này mà vẫn chưa đến đâu cả. Nhanh. Bắn trước có cháy một khẩu pháo này, biết ngay. Tháp canh của nó có 75%. Cháy luôn được cái tháp canh của nó, ngọt thế. Nó vẫn bắn được phát. Cháy thêm một khẩu pháo nữa của mình. Rồi. Nó có cái xe bắn đá. Tường thành của nó tường cấp cao rồi mà có xe bắn đá. Chết cả quân mình rồi. Đạn lửa chết nhiều thế. The gates are destroyed. Forward. Bắn đạn nổ đây. Không cần phải đạn lửa nữa. Ui giời. Đấy, phát tới là dẹo. Rồi. Tường thành cháy âm ỉ à? Mày đứng đây để dọa à? Tiến vào đi anh em. Chả khác là những kiểu dội bom thôi.
gì rồi bom đâu. Úi giời. Úi giời. Xả kỵ bắt đầu nó tấn công rồi. Úi giời. Tường thành bị vỡ nên nó không có cái che chắn nữa rồi. Loạn xạ hết rồi. À đội cung nó đến rồi kìa. Đội cung nó đến rồi. Cung nó đến. Chạy sau chết. Nó đây hết à? Chạy đi
đâu nhỉ? Chỗ này còn đường nào để xuống không? Nhiều đường phết đấy. Nó có chơi cái trò bỏ chạy này thì cũng mệt phết nhỉ. Ammunition is spent and it can no longer fire. Đúng rồi, phải cho kiện binh chạy cùng. Được. Sát vào trên này thì nó mới không bắn được tên. Thành nó đông quân gớm. Cho kỵ binh tấn công mà không có bộ binh yểm trợ thì vỡ mặt ngay. Xong rồi. Một chiến thắng ngọt ngào. Tôi lo lắm kỵ binh phết. Một trận công thành như này là thương vong khá là nhẹ đấy. Nó bắt mình phải có 10 quân đoàn thì không biết bộ kinh tế của mình có nuôi nổi không nhỉ. On the move, lads. Ready for battle. Come, sit. Share my fire. What is all? Ready for action. Quite be praised. How can I help? Come, sit, share my fire. Trong ngắn hạn thì nó chắc rồi. Xem quân đoàn nào của nó có khả năng đuổi được mình. Không thằng nào, không thằng nào có thể đánh ra đây được. Quân đoàn này đang bị chúng nó đầu độc. Để chắc cờ mình sẽ cản trở mấy cái quân đoàn này. Rồi. Không cho nó đuổi được mình. Rồi, tốt quá. Tê liệt nó lại. Nó không di chuyển được là nó sẽ không tấn công được vào quân đoàn này. Quân đoàn này thì đang... Quân đoàn này cũng đâu phải giọng vừa đâu, 27 điểm này. Quân đoàn này mà thành lập thêm quân đoàn nữa là được. Nhưng chắc không cần. 3 thằng đi cạnh nhau là được rồi. Nhưng mà cần thì thành lập thêm thôi. Rồi. Qua lượt. Một kỹ năng chưa được nâng cấp à? Loạn thần thằng này. Mục tiêu cố định nước ngoài. Cố định cứ nước ngoài. Phá hoại kho lương, tham nhũng. Rồi, qua lượt này xem tình hình tiếp theo nào đã. Nó bắt đầu rút lui chiến thuật rồi. Nó bắt đầu rút lui chiến thuật rồi.
lại phá các quân đoàn của mình. Cái hỗ trợ của quân đoàn cho các cái phe này nó cũng không rõ ràng lắm. Nó không giống như ở Rome 2 là thằng Champion thì rất là mạnh về hỗ trợ lính này, thằng chính trị gia này, thằng Spy này. Cái bản này thì mình thấy nó hỗ trợ nó cũng không rõ rệt lắm. Tất nhiên thằng Champion, thằng quán quân ấy thì nó tăng rank cho lính ấy, nhưng mà không mạnh lắm. Thằng này nó định khôi phục lại cái thành này à? Có điều đi xuống đấy chắc là dính tuyết rơi thì chắc ấy. Vấn đề của nhà nước khấu trừ thuế à, thuyết phục rõ. Mình thì không thích dùng cái giải pháp quân sự để giải quyết vấn đề. Quá, sao còn nhiều tướng lĩnh của mình không được. Rất nhiều các tướng lĩnh chưa có chức vụ gì. Hết rồi. Tướng 3 sao thì mà chưa có chức vụ gì này. Ôi dồi ôi. Thằng này có cấp 4 mà chỉ số nó ngon thế nhỉ. Đấy. Ôi dồi. Vãi cả chỉ số luôn. Bọn này nó có bộ binh không nhỉ? Toàn bộ binh luôn. Nó toàn bộ binh như này thì ready for action. Ready for more orders. Ready for battle. Move out. Is that so? Tiếp tục xin quân á. Xin quân. For the gods. Đi lên trên sa mạc này là lại chết quân. Rất là dở hơi. Fight with us. Không mua được độ xạ kỵ. Tướng bên kia nó mới mua được. Need good fighters. Rồi. Cứ từ từ. Thirsty for battle. Starting out. Đi vào vùng rất xấu và mất quân ngay. Đây rồi, nâng cấp cái này trước.
khu cộng đồng để tăng grow đã. For the gods. Mình sẽ bắt hai thằng này lại. What? I like wrecking things. I have seen it done. If I put this here. Yes. This was not the success. For the gods. Thành bên này chắc phải có cái thằng Alaman nó đang tấn công chứ nhỉ? Không thấy nó tấn công. Ôi ồ, kinh tế của mình lại bị âm à? Âm là chuyện bình thường. Ấy là góc phía bắc này mình đốt gần hết rồi còn đâu. Ở đâu chui ra cái thằng này đây? Ở đâu chui ra cái thằng này? Đặt cắm trại cạnh nhau phát là âm tiền ngay. What do you want? Weak men are easily bought. Come, sit, share my fire. Ready for action. Chỗ này có con sông. Get đi qua moving. Sông mất lượt. Ready for more orders. Đi qua sông là bị mất lượt. What is all? Đi qua con sông. On the move, lads. Ten gray guides my steps. Vẫn cắm trại được, phải được rồi. Đi qua con sông phát là mất lượt ngay. Từ từ cẩn thận, không nhỏ là sảy một phát là một quân đoàn tách ra một phát là chết luôn. Hai thằng này. Ai cho mày chạy? If you must. Ai cho mày chạy? Few can match me. Yes. Tuyệt vời. Cầm chân cứng nó lại đây đó. Và thôn đoàn này của nó đi đâu? Đi đâu kệ mày. Thằng này chiến tranh với Alaman. Thằng phanh này mặt tươi tỉnh với mình rồi. Thôi thế cũng được, chứ hầu thế cũng được. Thằng này lãnh thổ là ba vùng như này thì mình biết quản lý kiểu gì. Đốt hết lần đầu. Cướp hiếp giết. Lượt sau là lượt sẽ đánh nhau to. Một nhân vật chưa được chỉ định hộ vệ. Ngon. Mình học mắc vào cái cầm chân quân địch. À ôi, nó ám sát được một thằng thầy tu của mình. Kệ nó, cho nó ám sát. Đốt hết nhà nó xem nó ám sát kiểu gì nữa. Mấy ông Alaman chạy khắp nơi nhỉ. Nó vẫn còn nhiều quân lắm mà. Mình mới chỉ đốt hết nhà nó thôi, còn quân của nó vẫn còn mấy hạm đội trên biển, mấy quân đoàn ấy à. Ấy à, đông vãi lúa nhở. Đông vãi lúa.
thắng lợi quan trọng. You have recruited so many units, the treasury is buckling under the weight of their upkeep. Capturing new territory would spread the cost, as well as putting your troops to good use. Sabotage. Cầm chân nó lại cho anh. Trừ 105% di chuyển, có nghĩa là nó không thể di chuyển được luôn. I like wrecking things. Này thì phá hoại khu định cư. Phá hoại khu định cư cho anh. Ready for battle. Ăn đâu nhỉ? Nó có 2-3 quân đoàn kia, nghe cũng ghê. For the tribe. Come, sit, share my fire. Quar be praised. How can I help? Để hết cái lượt này đã nhỉ. For the tribe. On our way. Ready for action. Tấn công thằng này phát. Liều ăn nhiều, sợ gì? Nó có xe bắn đá. Ồ, chạy trên sa mạc lại bị mất quân. Mà bọn này nó được bút đam khi đánh nhau trên sa mạc. Ngoài mấy thằng quẩy đá ra thì nó không có gì là ghê gớm. Nó cắm trại này thì... Ây chà. Chọn cái hướng nào chứ nhìn nó an toàn tí nhỉ. Hướng nào nó quang đãng tí. Đánh ở cái chỗ mà... Sao tầm bắn của pháo đấy đâu. Bao quát nửa sân rồi được. Được rồi. Cái binh của nó dám ra trước à? Nó chắc chắn nó sẽ xông ra mà. Lão quả này chết cả đám luôn. Cái binh nó xông ra mình phơ tên chết trước. The enemy has been spotted. Đấy, đề phòng nó có xe bắn đá kìa. Quên mất là nó cũng có xe bắn đá. Chết bớt của mình rồi. Mấy con ngựa của nó điên thật à? Ừ.
mày điên à, nó đánh nhau với anh. Ái, trời ơi. Bị thương dài của nó à. Quên mất chúng nó được úp tinh thần khi chiến đấu ở trên sa mạc. Quẩy luôn. Xuyên thủng. Không dễ ăn bọn này đâu, vì nó được búp trên sa mạc. Đánh trên sa mạc cho nó được búp. Hơi tướng của mình đứng một mình một góc. Xúc kỵ chạy ra đây được rồi. À, quân của nó tản mát hết rồi. Quân của nó nát hết rồi. Their general is dead. A lethal blow. Tướng nó chết rồi. Tướng nó chết rồi thì nó mất tinh thần hết rồi. Nát hết rồi. Này mất tinh thần nhanh nhỉ. Tướng chết và mất tinh thần nhanh đấy. Hai cái xe bắn đá của nó thậm chí còn chưa được di chuyển. Victory. This is your day. Đi thảm sát nó đi đó. Đấy là sa mạc này ghê lắm các bạn ạ. Bởi vì là cái bọn quân sa mạc này nó được búp tinh thần và búp khả năng chiến đấu khi đánh nhau trên sa mạc ấy. Mình mà đánh không cẩn thận là mình SML luôn ấy. Xe bắn đá của nó cũng bắn được mình kìa. Bọn này tinh thần kém, cứ giết thằng tướng phát rồi chạy hết cả đám. Hay quá, nó bị mất 100% khả năng di chuyển nên là chết tại chỗ luôn, không chạy được. Starting out. Rồi mình ngay đứng vào sa mạc. Gods be praised, excitement. Cắm cái chạy mà. Warriors all. Rồi, vẫn có một quân đoàn tiếp viện. Khả năng cao thì nó cũng chưa dám đuổi đâu. Để ra mình đầu độc được một quân đoàn này thì ngon. Mày, chỗ này toàn sa mạc. Thanh niên này xây dựng một thành trì ở đây à? Xem là phương Bắc thế nào đấy. Trời tuyết rơi. Ready for action. Ready for action. Tengri guides my steps. Yeah. Trời chết rồi. Vậy thì chưa di chuyển được. Lại một con sông nữa này. Nắp sông thế. Nắp sông thế. The power of the gods flows through me. Chắc cờ, không việc gì phải vội vàng. Thirsty for battle. Đấy, cứ bình tĩnh mà đánh. Trời tuyết rơi như này thì cứ từ từ, không phải vội đánh nhau.
ám sát mất một thằng ấy của mình rồi. Chắc vài lượt nữa nó hồi thôi. Đây. Nó vẫn còn đấy, báo đấy thì chắc chỉ một vài lượt nữa nó hồi. Yes. Sabotaging. For the gods. Success, of course. How can I help? I like wrecking things. Succeed Rồi. Is what I do. Cầm chân chúng nó lại. Thằng này nó có quân đoàn đây, làm sao đánh được nó? Phanh cửa quân lên đây đây à? Rồi bọn này ở đây đông quân thế. Đô đốc à? À đô đốc thì không sợ. Có một tướng thôi. Bắt lốt thằng này làm đệ. Định tuyển mấy thằng La Mã đấy, nhưng mà thấy xem chừng quân La Mã chỉ số củi. Không có gì mạnh. Âm nhiều tiền quá nhỉ. Bây giờ tình hình này căng. Với tình hình này là căng. Phá hoại quân đoàn. Ái già mày, phá hoại quân đoàn của anh này. Ôi ôi, nó chơi chết quân của mình rồi. Ghê nhỉ. Thằng này nó đánh mình không nhỉ? Nó có 3 quân đoàn mà. Nó có đánh thì mình cũng chưa kịp hồi phục, nó cũng hơi mệt. Chạy, rút lui chiến thuật rồi. Rút lui chiến thuật rồi. Ghét mỗi cái sa mạc này đi vừa mất quân lại vừa bị giảm, bị trừ tinh thần chiến đấu. Ô, nó ám sát mất tướng của mình à? Thằng gớm nhỉ. Vệ quân không ra động hoạch định ra, xảo quyệt này. Thôi này được. Ám sát liên tục tướng lĩnh của mình à? Hơi bị gấu đấy. Giờ làm nào nhỉ? Tướng này chưa bổ nhiệm được cái gì à? Thôi được, từ sau thì ra thống trị của chúng ta 100% này thì có cái gì mà phải nghĩ. Ủa, thằng Alaman với thằng này hết chiến tranh với nhau chưa mà nó dám bỏ thành đi này. Không, thằng này nó không đánh à? What do you want? Sabotage. Good. Mấy anh châu Phi này. I like wrecking things. Nghèo vãi trưởng đấy. Your
lợi quan trọng. For the gods. Mình có khả năng đuổi được nó chứ. Đánh thẳng lên đây. À, đây có một cái phe phái mới này. Bắt luôn làm đệ. À, thằng này di chuyển được ngắn thế. Thằng này quân đoàn mới thành lập sao di chuyển ngắn vậy? Ready for battle. Quân đoàn mới thành lập à? 1, 2, 3. Cho nó cái gì nữa được nhỉ? Nó thiếu đội kỵ binh thôi. Get moving. Come, sit, share my fire. Gods be praised. Ủa, trên sa mạc không hồi được quân này. Ready for more orders. We need good fighters. For the gods. Come sit, share my fire. The gods are with us. What do you want? Weak men are easily bought. Thanh niên Alama này vẫn cứ đi lại thất bại chí mạng. Con này nó lắm quân ở đây này. Đi khôi phục đất đai à? Khôi phục đi, khôi phục đi. Yes. Sabotage. Mình mất hơi nhiều spy. Success, of course. Tốt quá. Cầm yes. Chân chúng nó lại đó, không cho chúng sabotage. Nó di chuyển. Mà âm nhiều tiền quá nhỉ. Tình hình là mình đang âm rất nhiều tiền. Ready for battle. Come, sit, share my fire. Cơ hội dừng mục tiêu này. Cơ hội dừng mục tiêu. Thời tiết đang xấu. Đánh trận nó không lên. Đánh trận là chúng ta không cắm chạy được, mất lượt sau là thời tiết tốt hơn rồi. Ôi, giờ hay rồi. Ten Grey guides my steps. Nó chơi trò đầu độc quân mình không di chuyển được đâu. God be praised. How can I help? Nhưng mà quân đoàn này thì nó cũng không đánh được. Nó đâu có được thằng nào đâu nhỉ? Trừ khi nó có quân ở trên này. Khả năng đó là hơi thấp. Mình do thám trước rồi. Tiêu diệt đến thằng cuối cùng của nó luôn. Thằng này đang chiến tranh với Alaman này. Bắt làm chư hầu luôn. Thằng này đang chiến tranh mà mặt vẫn xanh tươi đời đời bền vững này á. Mỗi một thành giữa biển. Thằng này cũng vậy. Sassanid còn 27 tỉnh. Ồ. Nó và đám đệ của nó còn đông. Đông và nguy hiểm. Xem nó làm tiếp theo được cái trò gì.
Nếu mà bây giờ mình cứ mỗi một phe, mỗi một cánh quân mình có 3 quân đoàn thì khả năng cao là mình sẽ tiến quân rất là nhanh đấy. Phương Bắc này thì chắc gần xong rồi. Đốt đến đây là gần xong rồi. Ai ơi, nó phá hoại quân đoàn của mình ác quá nhỉ. Lại chơi chết mất anh một anh pháp sư của mình rồi. Phải đánh thẳng thẳng vào lãnh thổ của nó thì mới xong được. Cũng không chiếm lại đất của thằng kia, cứ xin đi hát rong rồi. À là man, chịu chết thật. Eo biển Malacca. Rút à, rút rất nhanh. What I ask is such a đồng minh quân sự. Kinh nhỉ, đề nghị làm đồng minh quân sự với mình cơ. Cho nó thành quân chư hầu luôn, đồng minh quân sự mẹ. Ô, cho nó ám sát tướng của mình kinh thế này. Cứ này thì mình hết tướng à? Sát rồi. Ủa. Kỳ hạn làm việc đã hết. Bọn này nó gớm nhỉ. Sao mấy thanh niên này không cho được vào hội đồng lập pháp này? Chỉ bị về thành dưỡng sức thôi chứ chết. Mấy lượt nữa thì lại được khôi phục. Bị thương và đang hồi phục. Ui ôi, mạnh như này mà chỉ số. Ui ôi, đồ tể này, thích người man di, kiêu ngạo, đồ tể, trung thành, cuốn hút, kiên quyết, khát vọng. Được của nó đấy chứ. 54 tuổi già rồi. Để cho lớp tướng lĩnh trẻ nó lên được. If I put this here. Cầm chân nó lại đã. Sabotaging. Không để bọn này nó. Ready for battle. Come sit. Quân đoàn này vẫn đang bị thương này. Cấp 10 rồi cơ. Dừng. Cơ hội dừng mục tiêu. Cơ hội thu phục mục tiêu. Vẫn không di chuyển được. Căng nhỉ, không di chuyển được là căng đấy. Thirsty for battle. Warriors all. Mà hai thằng này di chuyển được là được. Ready for battle.
Ready for action! None will escape! Tưởng có tháp canh à? Cái làng nhỏ này mẹ có tháp canh à? Get them tower! Gớm nhỉ, xây được cả tường thành ấy kìa. Ready for action! For the tribe! Phanh cửa quân đoàn đó lên, nát quân đoàn đấy luôn à. Nát quân đoàn đấy luôn. Quân đồn trú gì mà đông thế này nhở? Rất nhiều cung tên và ngựa. Cho hai quân đoàn đánh thì nó rất là nhiều ngựa, lại lắm cung tên nữa. Thời tiết này thời tiết tốt thì mình không sợ rồi. Hết cái mùa đông rồi. Ui dồi ôi. Có điều quân nó đông quá. Rất có thể đây có tháp canh. Chắc chắn luôn. Bởi vì là cho quân của mình đứng lùi xa một tí để phòng bị ăn đạn lạc của đạn pháo. Dễ, đây là tháp canh. Không có à? Thật may mắn cho mình. Rồi. Cháy luôn tháp canh rồi. Nó ra khỏi thành kìa. Bọn này chán đời. Bảy mốt phần trăm. The gates are destroyed. Forward. Dừng bắn em ơi. Chuyển sang bắn đạn nổ. Ừ đã. Tiếp tục. Sội vào đây. Phát nữa, sập tường thành. Lợi dụng nó đang đứng trên tường thành thì bắn sập tường thành và chết cả đám luôn. Đúng rồi. Rồi. Mình phải tận dụng như vậy nó mới được. Xem nó đứng lên đâu nữa. Mất luôn đạo quân nó. Đúng rồi. Rồi cho bộ binh tiến lên đã. Cho quân đứng lên tường thành là mình công tường thành luôn.
xây oái oăm thật, chỉ có thể đi vào được cái lối này. Mày chết. Rồi, dừng bắn. Hết được đạn rồi. Đó, đứng trên này à? Bắn. Cách giết quân của nó rất là đơn giản. Cả đám luôn. Để xem nó dàn quân đến đâu nữa. Cử mấy con ngựa cho anh. Đứng lên đây à? Mày chết. Đây 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 đây. Lại đứng lên tường này. Phát nữa là đi. Chết cả đám luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Từ từ, quân nó đông lắm. Đấy, ẩu nó thua. Bây giờ nó phải tính tiếp. Cho bộ binh tiến lên tiếp đã. Tường pháo đài chỗ này bị sập 100% rồi, thì nó đứng trên này còn thua. Mày chết. Cứ để cho nó bắn của mình thế. Rất tuyệt. Đúng rồi. Bọn cung vào đó dẹo lốt. Chuẩn bị bắn. Xả kỵ cho mình rồi. Mấy con ngựa này của nó ra đây để tự sát à? Tự sát tập thể à? The enemy are losing their advantage. Rồi, tiến vào đây, từ từ, một từng bước một. Tiếp tục. À.
nhân vào trong tầm bắn của mình thế nào đó. Xong không sao, đến cái lô mẹ đúng rồi, chết luôn đội ngựa đó, tiến vào tiếp. Đây rồi, cái này thì sợ kỳ của mình nó mới có tầm quan sát được, sợ kỳ của mình bắn chéo sẽ lợi hơn. Đông mà phải đánh kiểu từ từ, không bị ẩu được, ẩu SML này. Ghét nhất cái kiểu nó chạy ra đây tí nó quay lại. Dừng bắn. Chiến binh điên cuồng kìa. Để ra đánh nhau mấy thằng dìu đấy, mình nên cho bọn này đánh. Nhưng mà các bạn nó cũng mất tinh thần nhiều rồi. Xe bắn đá này nó bỏ chạy à? À, ngọt quá, mình không phải công. Còn hai thằng nó đánh à? Rồi, tốt rồi. Chắc nó còn thằng tướng ở trong. Cứ từ từ mà đánh. Dùng kiểu này không thì hao quân lắm. Mấy trận trước mình đánh kiểu ẩu, hao quân kinh. Xe bắn đá của mình nguyên cẩu, bọn này bị vỡ tường thành chết bao nhiêu. Nó đứng trên tường thành chết. Sắp chết đầy nỗi này. Công thành nó là một nghệ thuật chứ vô đâu.
bắn tới rồi kìa. Sao bắn một pháo xa phết nhỉ. Hạ được cái tháp canh này thì quân mình sẽ không bị mất quân. Nhưng mà chắc là không trúng được. Mình nghĩ là vậy. Cơ hội là rất nhỏ. Hóa được chưa? Bảy mươi phần trăm này, cố trúng một phát nữa thôi là được rồi. Rồi đạn này chả chúng đúng một phát, phát nữa thì tốt. Thằng nào bắn đấy? À, tháp canh bên này nó bắn. Đứng đây bắn được à? Đứng đây bắn được tháp canh à? Thấm mấy nhỉ? 72. Ôi bắn kiểu này cũng thấm đâu. Lên hẳn đây bắn này. Chẳng bắn hết tên, chả cháy cháy được. Ôi giời, nó còn đạo tướng đây nữa mà. Bảy mươi sáu phần trăm. Cờ còn nhanh hơn. Rồi. Nó sập rồi. Úi dồi. Bỏ chạy à? Nát thế. Chưa đánh. Ôi. Có 131 đồng chí hy sinh rồi nha. Mà công thành quân của nó đông như thế này. Ngang mình luôn. Tí tích đi chứ đùa đâu. Tích luôn. Ready for action. Cướp phá. Ready for battle. We take this settlement for the tribe. San bằng. Này bị thương cho cắm chặt. Tuyệt vời. Úi dồi ôi, tướng này. Tướng này đâu có đùa được. Tăng một phát nữa và sọc quyệt.
sát thương đánh xa. Tăng một phát đã xảo quyệt thì mạnh quá. Khỏi cần. Như thế này đã đủ mạnh lắm rồi. Thành lập thêm quân đoàn nữa bây giờ. Ghê nhỉ. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.